Xin chào các bác. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác đó là tính năng gia định giọng nói trên các dòng DVD Android OLED. Thì ở trên màn hình của các bác đây chính là dòng DVD Android OLED. Đây là dòng DVD Android đã được nắp chạy nhất hiện nay. Tại sao ạ? Bởi vì giá của DVD Android OLED thì nó là tốt nhất trong tất cả các hãng cùng phân khúc, với cấu hình cao này, giá tốt này, chế độ bảo hành lên tới 18 tháng này và được dùng thử 15 ngày miễn phí. Thì đây là một sản phẩm các bác không thể bỏ qua. Và bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu cho bác cái tính năng đó là gia định giọng nói trên phím bấm khiển vô lăng. Thì ở đây trên màn hình các bác, đây là có một bộ khiển vô lăng. Đây chính là bộ khiển vô lăng dành cho các dòng xe chưa có khiển vô lăng. Còn những dòng xe có khiển vô lăng rồi thì có thể tích hợp được với đầu được luôn. Hiện tại là tôi sẽ dùng bộ này để gia định cho nó các bác nhé. Thì khi mà các bác đã tích hợp được với lại DVD, đây là bộ khiển của nó, tích hợp với DVD rồi thì các bác có thể gia định bình thường. Chúng ta sẽ thử nhé, và có thể tăng giảm âm lượng ở trên phím này luôn. Các bác thấy là trên màn hình nó đang tăng giảm âm lượng này. Đó. Thì ở đây tôi đã gán phím M của nó, chính là phím gia định giọng nói. Ngoài ra các bác có thể gắn phím bất kỳ. Bây giờ tôi thử tính năng đó các bác nhé. Các bác bấm vào mở nhạc remix. Đó, các bác có thể thấy là tự động nó bay vào video luôn. Các bác không cần phải thao tác thêm gì cả. Và chúng ta có một bài nhạc remix luôn. Đó, các bác có thể nick bài này. Đó, rất là thuận tiện đúng không các bác? Chúng ta thử lại nhé. Mở bài hát độ ta không độ nàng. Đó. Đặc biệt với màn hình, đây là màn hình IPS. Và độ phân giải của nó là Full HD 1080. Thì các bác có thấy hình ảnh rất là nét luôn. Đó. Các bác có thể tăng giảm ở trên màn hình cứng được luôn. Hoặc là chúng ta thử tính năng khác của tính năng gia định giọng nói các bác nhé. Chỉ đường tới sân vận động Mỹ Đình. Đó. Đây là dòng video YouTube. Các bác vẫn nghe nhạc thì các bác xem bản đồ được luôn. Nó bay trực tiếp ra bản đồ Google Maps hoặc Navi theo cho các bác luôn. Rất là tiện. Mở nhạc của Đan Nguyên. Mở nhạc của Đan Nguyên. Đó. Các bác thấy không? Nó tự động full màn hình to luôn. Rất là tiện. Và đặc biệt là đây là chúng ta sử dụng trên phần mềm YouTube chạy nền thôi nhé. Khi bác thoát ra màn hình chính thì nhạc nó vẫn nghe bình thường. Và YouTube này đặc biệt là không hề có quảng cáo. Các bác không phải bực mình vì những video mà ngắt cứ có quảng cáo hay là đang xem mà bị chen vào, mình phải tắt đi, rất là khó chịu. Thì dòng YouTube chạy nền này nó sẽ không cần các bác nhé. Đó, để YouTube chạy nền được cài đặt sẵn, Navi theo Google Maps được cài đặt sẵn luôn. Rất là tiện các bác nhé. Đó, đây là dòng DVD Android OLED phiên bản C2 với RAM 2, ROM 32. Và dòng cao cấp nhất của nó là OLED Pro, RAM 4, ROM 64. Âm thanh DSP cực kỳ hay luôn. Đó, cảm ứng thì vô cùng mượt mà luôn. Đó, cái này tôi không phải nói nhiều nữa vì tôi đã test rất là nhiều video về dòng DVD Android OLED này rồi. Video này tôi chỉ muốn nói đến đó là tính năng gia định bằng giọng nói. Mở nhạc trẻ. Đó, một tính năng rất là hay và có trên các thiết bị DVD Android OLED. Các bác có thể trang bị ngay dòng DVD này cho chiếc xe của mình. Xin cảm ơn các bác và hẹn các bác ở các video tiếp theo.